Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình xem đây, và hôm nay chúng ta đánh liên minh tiếp. Anh Phương ơi, anh Phương có thấy bên đó có con cặp bồ của anh không? Yeah. Kìa, bên nó có xe già kìa. Có con đi đa lý của anh Hồi nãy em cũng tính đánh xa da chứ bộ. Ủa, coi Phương có cái vòng gì vậy? Vòng gì? Nãy thấy cái vòng nhá. Lúc mà mới vô game á. Ê, ê, nó kìa anh Phương ơi. Nó qua. 30 seconds until minions spawn. Tao cắm mặt ở đây nè, làm gì tao. Quanh anh Phương. Quy nó chém hồ máu với. Hụt. Chạy đi. Thôi. Bao nha. Ai chạy đau nha. Gì mà quýnh nhau búa sèn vậy? Anh Phương nói kìa, nó đập anh Phương. Mày hồi máu cho tao. Đây đó, chết rồi đó. Mày hả bưởi? Tóc biến. Mày hả bưởi? Hai mạng. Ôi giời ơi. Về. Lời. Mày ăn hiếp tao không mày? Thằng kia nó chơi Nidalee đi support kìa. Thôi rồi, cứu em anh Phương ơi. Woo! Em về. Wow. Từ từ anh ơi, từ từ. Mình phải bình tĩnh. Ngon. Anh Phương lên cho em cái lừa hương xưa được không? Chứa được không anh Phương? Được em. Khoan, nó level 3. Em chưa có găm vô tường. Rồi có rồi. Đó
khoát, mất xe rồi. Mày hả bưởi? À đi. Mày. Chết bà rồi, anh có thiêu đốt. Bị thiêu đốt, bên tèo. Mày hả bưởi? Wow. Xui rồi. Còn em chưa có hồi máu, tầm 15 giây nữa mới có. Bây giờ còn 8 giây. Bẹp. Kè nó kìa. Ui trời ơi. À đây nó mất hồi máu rồi đúng không anh? Mất hết rồi. Đang bắt tóc biển không? Mất luôn. Trời nó hồi máu ghê vậy. Nó hồi máu. Lâu anh quy nó xong rồi đi vô người em nè, anh em mình tăng máu luôn. Ngon. Vô. Đó. Ui giời. Wow, ghê ram bay luôn kìa. Kìa, có đồng độ mình. Rồi, ngã xuống nào. Ngã xuống nào. Rồi, thằng ấy kìa, ấy luôn. Wow, cứu em bên Phương ơi. Wow. Thằng kia phải giết em cho bằng được. Em đi mạnh ghê ta. Con sư gia con nó đánh kìa, nó vừa gọi kìa, nó quánh kìa. Nó chọt kìa. Rút mày rút ai đấy?
Tôi cứu một con ấy kìa. Sao cứu được, bên nó đông lắm. Cẩn thận, cẩn thận. Đập. Có anh, anh ấy nó rồi đó. Rồi, về, 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 rút, 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 rút. Hèo quá anh. Hèo quá. À, thằng của em cái khu đó là chết rồi, thằng... Thằng Riven nó mất tốc biến rồi. Lên đồ anh ơi. Anh có nhiêu tiền rồi? Phủ lên. Tí lên cho em cái lừa hương nhá. Còn anh mà lên cho em cái lừa hương sớm hơn là ngon rồi. Anh lên cái mặt ốc đảo trước cũng không có ngon lắm. Khen cái Riven nó không biết chơi Riven rồi. Riven đồ Nelly thông thạo 7 kìa anh Phương. Người đó đây gần anh đó. Nhưng mà nó đánh sao lại. Em nó còn non với anh Phương lắm. Nó có ulti. Ulti né được mấy cái chiêu mà không chế của anh. Wow. Đau đau đau. Nửa cây luôn. Lấy chủ nó đi. Có mấy cái lông chim nó giữ lại khó chịu lắm. Tụi con Tây là giết được anh Phương à, đâu có dễ. Rồi ca này bị đánh đánh đã à, vô tay anh Phương là win rồi. Anh chưa quen. Nhưng mà thay đánh phê đúng không? Phải bay được. Về thôi. Ráng luyện đi, ráng luyện một hồi đi là anh sẽ thành Master Rakan. Sao ta cho anh ngủ quá, còn ngủ quá. Phê quá. Phê rồi. Nè, đu với người em cái nè. Tới không? Đu cái nữa. Đó, đẹp trai liền. Oh.
nó không chịu đép luôn kìa. Đép mình đẩy tiếp. Đép chứ. Vậy nó kìa. Lâm chim nhiều quá. Đi vần, đi vần, đi vần, đi vần ở đây. Đùi. Mấy em chụp mặt khi mà đồ đập ok định tóc biến combo à ghê vậy. Steven mà lên trang tích 30 luôn rồi vái tèo. Steven biết chơi chứ bộ. Thao 7 luôn mới ghê chứ. Đi phần này mà thông thao 7 em cũng chịu thua. Gì vậy? Lộn kêu. Có chân, có chân, có chân. Cẩn thận mấy bộ ơi. Xúc nó. Gì vậy? Ê. Hà nó tấu hài anh Vương. Là ăn nó, là ăn nó. Được không? Hay quá. Một thằng thì là nhân viên tấu hài, quá tèo. Ăn nó mà. Em nãy giờ em chưa xài ulti luôn á. Sẽ ra đâu rồi ta? Sẽ ra, AD ở đâu? Chết rồi. Không có. Để đâu chết đâu. Về lên rồi. Ngon. Đã lên được cái lư hương rồi thôi xong tụi nó rồi. Bắn như dập mặt.
Ủa sao đây nó có cái cờ gì hay vậy? Cái cờ gì hết ta? Anh Phương thấy cái cờ ở đây không anh Phương? Thôi. Ủa, tự có cái cờ đó là cái gì vậy? Ê nó. Lucian. Người đứng lại. Đi dính cái đích lên nè. Kệ chuối kìa. Tội đi vẫn nó quá. Cảm ơn được đem hỗ trợ nữa, game não quá. Mặt này lắm thế. Thử một thử lửa không? Thử lửa không? Cu ta rồi là vô nè. Rồi hụt lắc luôn. Vừa quét sạch đi, quét sạch lần nữa. Thôi đi về. Cứ bị thời ơi gì thế. Tiểu hồ ly, yêu tiểu hồ ly đồ. Hầu anh xuống bàn nó chết, ô hàng nó chết ngắt. em nghĩ Lucian hoặc là Raven này là con gái quá à. Em nghĩ là Lucian là con gái, em nghĩ là vậy. You
Các bạn cứ win đi thôi, để thì kệ thế nói là làm hai lai không anh chấp mặt nó bắn rồi, nó bắn cả nó bắn chập mặt. Nó lại gọi là cắm mắt khi dễ. Bài 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 hết. Thôi cậu chết cậu, cậu ơi. Trời ơi, con Phương và anh Phương chạy kìa. Đấy, còn thằng nào nữa không? Khoan khoan, nó tóc bí, nó nấm đầu vô á. Nó nấm đầu vô á. Đây, 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 lôi vô kìa. Ok. Ngủ sớm mày tiếp tục. Ok anh. Ok. Bye bye tất cả các bạn nha.